Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin vài ngày gần đây, chuyện về ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng bị tăng sông và phải nhập viện 108 cách đây chưa lâu. Và mới đây lúc ngày hôm qua, trưa ngày hôm qua 21 tháng 4 năm 2020, trên mạng xã hội rầm rộ đưa tin máy bay trực thăng đã đáp xuống trên mái tầng của bệnh viện 108 để đưa bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng đưa đi chuyển bệnh viện đi nơi khác để cấp cứu. Chúng tôi nhận được tin này khá khả tín và trên mạng xã hội cũng đăng tin này rất là nhiều, và rằng một máy bay đặc chủng của Viện Quân y 108 đã đáp xuống tầng thượng của bệnh viện 108 để đưa Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng ra nước ngoài chữa trị di chứng của những lần đột quỵ trước đây. Nếu sử dụng trực thăng bay trực tiếp ra nước ngoài thì chỉ có thể cả Trọng sẽ được đưa sang Trung Quốc để chữa trị. Vì trong thực tế, đại dịch virus Vũ Hán đã khiến cho các tuyến hàng không quốc tế hầu như đã bị đóng băng để ngăn chặn đại dịch lây lan một cách chóng mặt. Và lại, nền y học của Trung Quốc cũng khá tốt trong khu vực, cộng với việc Trung Cộng đang tìm mọi cách để giữ bằng được tính mạng bù nhìn của cả Trọng. Và đó là lá bài trong chiến lược bành trướng Đại Hán của Tập Cận Bình. Có thể nếu cứu được tính mạng của Nguyễn Phú Trọng thì ông ta cũng có thể sẽ bị liệt tứ chi, vì sau lần đột quỵ thứ nhất ở xứ Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019 nơi căn cứ địa cách mạng của nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng thì Nguyễn Phú Trọng đã bị liệt phần nửa người, tức là liệt một bên người, và sau đợt tăng sông này nữa thì coi như tuổi cao sức yếu cộng với bệnh tật như thế này thì có thể Nguyễn Phú Trọng khó lòng có thể giữ được thể trạng như cũ. Có thể Trung Cộng sẽ ra sức giữ cho bằng được mạng sống của ông ta, nhưng tứ chi của ông ta thì khó có thể giữ được nguyên vẹn. Trung Quốc đang ồ ạt chi tiền để mua lúa gạo của Việt Nam, và Việt Nam thiếu nguồn dự trữ trong khi thế giới đẩy mạnh tích trữ gạo. Báo Dân Chí hôm 20 tháng 4 năm 2020 loan tin, thời gian vừa qua Trung Cộng đã tăng cường mua gạo của Việt Nam với số lượng gấp 4 lần và chủ động tăng giá thu mua nhiều hơn so với các nước khác. Theo dự trữ của cơ quan hải quan của Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm Trung Cộng đã mua 162.000 tấn gạo, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời giá gạo của Trung Cộng mua của Việt Nam đạt 12,7 triệu đồng trên một tấn, trong khi đó giá gạo bình quân mà Việt Nam xuất cảng bán cho các nước khác chỉ có 10,7 triệu đồng trên một tấn và bán cho Philippines là 9,9 triệu đồng trên một tấn. Với giá này, Trung Cộng đã bỏ tiền ra mua gạo của Việt Nam cao hơn so với Philippines là 2,8 triệu đồng trên một tấn. Không chỉ có gạo mà 3 tháng qua Trung Cộng đã có hành động khá lạ, đó là tăng nhập cảng các sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, điện thoại từ Việt Nam. Trong khi trước đây Việt Nam mới là nước nhập cảng nhiều các sản phẩm này từ Trung Cộng. Ngược lại với các mặt hàng trên, các mặt hàng khác của Việt Nam như thủy sản, dầu thô, quặng và khoáng sản sản xuất ở Trung Cộng giảm mạnh về số lượng. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu của thế giới trong nỗ lực bổ sung nguồn dự trữ. Khi người tiêu dùng trên thế giới cùng lúc tích trữ để đảm bảo nguồn cung lương thực chính trong bối cảnh đại dịch virus Vũ Hán ngày càng trở nên tồi tệ hơn trên toàn thế giới. Theo tờ Bloomberg đưa tin vào sáng ngày vào đầu tháng 3 năm 2020, Việt Nam đã yêu cầu các thương nhân địa phương cung cấp gạo cho các kho dự trữ nhà nước. Một số nhà cung cấp đưa ra giá thấp nhất để có được hợp đồng với chính phủ. Thông thường, thương nhân sẽ có khoảng 3 tháng để mua gạo từ nông dân và giao cho bộ phận dự trữ. Tuy nhiên, trong năm 2020 này, đại dịch virus Vũ Hán đã khiến cho kế hoạch trên được đẩy nhanh và có thể thúc đẩy Việt Nam thắt chặt hơn nữa các hạn chế xuất cảng gạo. Giá gạo ở Việt Nam và các nước khác đã tăng mạnh kể từ khi chính phủ đấu thầu chọn nguồn cung cấp và thương nhân cung cấp gạo có nguy cơ cao sẽ bị lỗ. Do vậy, trong số 28 thương nhân giành được hợp đồng, 24 đơn vị đã hủy hoặc từ chối ký hợp đồng.
Hôm thứ Ba ngày 14 tháng 4 năm 2020, cơ quan dự trữ quốc gia cho biết hiện chỉ có khoảng 7.700 tấn gạo được thêm vào kho dự trữ nhà nước, chiếm chỉ 4% trong kế hoạch 190.000 tấn được đưa ra trong vòng năm 2020 này. Cơ quan dự trữ sẽ tổ chức đấu thầu một loại gạo khác trong thời gian tới. Bộ Tài chính đề nghị đình chỉ xuất cảng gạo chất lượng thấp cho đến giữa tháng 6 năm 2020 để bảo đảm các mục tiêu dự trữ có thể được đáp ứng. Theo CNBC, giá gạo đã tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua do các nhà nhập khẩu và các nước đẩy mạnh tích trữ, trong khi các nước xuất khẩu hạn chế bán hàng khi dịch virus Vũ Hán bùng nổ. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết giá gạo trắng 5% tấm đã tăng 12% trong một khoảng thời gian ngắn từ 25 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, và theo số liệu của Reuters, đây là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2013. Giá gạo Thái Lan tăng mạnh sau khi các nhà xuất khẩu gạo hàng đầu trong khu vực như Ấn Độ và Việt Nam hạn chế xuất khẩu. Hiện châu Á sản xuất 90% lượng gạo của thế giới và cũng tiêu thụ một lượng tương tự. Tại Ấn Độ, các doanh nghiệp đã ngừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới do thiếu hụt nguồn lao động và hệ thống logistics bị gián đoạn. Và theo Reuters, việc thực hiện các hợp đồng đã ký cũng gặp khó khăn. Trên thực tế, giá gạo đã tăng từ trước đó, từ cuối năm 2019 và tăng vọt lần đầu tiên trong tháng 3 trước đợt tăng lần này, do hạn hán nghiêm trọng ở Thái cũng như nhu cầu lớn từ các nhà nhập khẩu châu Á cũng như châu Phi. Tại Việt Nam, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 140 trên TBVPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ CLMV Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu việc xuất khẩu gạo cần phải xem xét kỹ lưỡng, thận trọng. Việc bảo đảm an ninh lương thực là vấn đề chiến lược trọng đại liên quan đến đời sống nhân dân, an ninh quốc phòng. Hiện nay, tình hình đại dịch virus Vũ Hán và thời tiết khiến biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp, khó lường. Dự báo ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và nguồn cung lúa gạo trong cả nước. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ đã phong tỏa và tăng cường dự trữ lương thực. Do đó, việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay cần phải xem xét kỹ lưỡng, thận trọng. Trước hết phải bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời giảm thiểu việc gián đoạn chuỗi sản xuất lúa gạo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người nông dân và các tổ chức kinh doanh có liên quan. Vì sao Việt Nam không kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế? Trong đợt xua đuổi hải cảnh cùng với tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 sang Việt Nam hồi năm ngoái, Trung Quốc liên tục bao vây bãi Tư Chính gây áp lực với Việt Nam. Tướng Lê Mã Lương trong một diễn đàn thảo luận về tình hình Biển Đông do một số tổ chức và nhân sĩ mở tại Hà Nội, ông đã đến tuyên bố rằng sẽ kéo anh em tới hỏi Bộ Ngoại giao nếu như Việt Nam để mất bãi Tư Chính. Trong lúc nêu ý kiến, tướng Lương có nói rằng ông đang đi dự một hội nghị khác do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng với Bộ Ngoại giao tổ chức có báo cáo tình hình Biển Đông. Tướng Lương đặt vài câu hỏi, trong đó ông hỏi Việt Nam có kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không. Được Bộ Ngoại giao trả lời thẳng thắn rằng Việt Nam sẽ không kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Trong thời gian mấy năm trở lại đây, Trung Quốc đang có những hành động ngang nhiên xây dựng trái phép các công trình, tôn tạo các bãi đá hay xây dựng căn cứ Biển Đông. Thậm chí Trung Quốc mới thành lập hai quận Tây Sa và Nam Sa, rồi đặt tên cho các đảo, các thực thể ở Biển Đông một cách trắng trợn. Nhưng các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam gần như im lặng. Bộ Ngoại giao chỉ lên tiếng chiếu lệ, gần như chẳng lối thoát nào. Nói thẳng ra, Trung Quốc đã xâm chiếm trọn Biển Đông, nhưng Việt Nam ngoài phản đối bằng mồm ra thì chẳng còn làm được gì khác. Phải chăng chỉ kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài như Philippines đã từng thắng kiện thì mới mở được cái chương mới cho Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền? Còn không, Trung Quốc cứ lấn chiếm, cứ xây dựng, cứ tôn tạo mặc kệ ai nói thì nói. Rồi làm được gì? Vì sao không kiện Trung Quốc? Nhiều người luôn hỏi rằng tại sao Việt Nam không kiện ra tòa trọng tài quốc tế? Và đây là câu trả lời. Trong công hàm mới nhất của Trung Quốc gửi lên Liên Hợp Quốc về việc phản đối công hàm của Việt Nam gửi lên trước đó, Trung Quốc đã dùng công hàm do chính Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 như là một bằng chứng cho lập luận của mình.
Chủ quyền của Trung Hoa đối với Trường Sa và Trường Sa và Hoàng Sa được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi. Chính phủ Việt Nam cũng công nhận nó một cách rõ ràng vào ngày 4 tháng 9 năm 1958. Chính phủ Trung Hoa ban hành tuyên bố của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lãnh hải của Trung Hoa. Tuyên bố một lãnh hải rộng 12 hải lý và quy định rằng quy định này áp dụng cho tất cả các lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm quần đảo Hoa Đông, Hoàng Sa, Trung Sa, bãi cạn Scarborough của Philippines và Trường Sa và tất cả các đảo khác thuộc về Trung Hoa. Vào ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Việt Nam đã gửi công hàm ngoại giao tới Chu Ân Lai, Thủ tướng Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Trung Hoa, tuyên bố long trọng rằng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận và ủng hộ tuyên bố của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quyết định liên quan đến lãnh hải của Trung Quốc được đưa ra vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 và rằng Chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam tôn trọng quyết định này. Chính công hàm của ông Phạm Văn Đồng là một văn bản, mặc dù nó không có giá trị pháp lý mà Trung Quốc luôn sử dụng để khẳng định nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã công nhận chủ quyền Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và chính vì nỗi ô nhục của Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước ấy nên không bao giờ Việt Nam có thể kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Cũng như Việt Nam chọn cách lên tiếng chiếu lệ không thực tâm bảo vệ chủ quyền. Anh công nhận của nhà người ta giờ mặt mũi nào mà đòi lại, trừ khi nhà cầm quyền Cộng sản không còn tồn tại nữa. Bán nước để đổi lấy sự hậu thuẫn của Bắc Kinh trong cam kết cướp miền Nam, cho rằng và cho bằng được, Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi ghi tên vào thiên cổ vì hành động bán nước này. Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước ngọt chưa từng thấy đầu năm 2020 này, tiếp đợt hạn hán 2019. Khó ai ngờ ở xứ kênh rạch chằng chịt có ngày người dân phải mang can đi mua nước ngọt. Bên cạnh biến đổi khí hậu toàn cầu và việc sử dụng nước tại chỗ bất hợp lý, các đập thủy điện, đặc biệt là đập do Trung Quốc xây ở thượng nguồn, được coi là nguyên nhân chính gây hạn hán. Tuy nhiên, cho đến giờ này dường như đã chưa có nghiên cứu nào để chỉ rõ. Đầu tháng 4 năm 2020, điều tra của một số cơ sở nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ cho thấy việc các đập thủy điện trên thượng nguồn Mekong giữ nước là nhân tố gây ra hạn hán tại hạ lưu. Ngay sau khi nghiên cứu của Mỹ được công bố, một số quốc gia ở hạ lưu sông Mekong đã lên tiếng yêu cầu Trung Cộng minh bạch thông tin về các đập thủy điện. Liệu kết quả điều tra mới về vai trò gây hạn hán của đập thủy điện Trung Quốc có góp phần cứu vãn dòng sông Mekong? Mục theo dòng thời sự của RFI tổng hợp thông tin về vấn đề này. Điều tra mới về vai trò của các đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn sông Mekong cho thấy điều gì? Cuối tháng 2 năm 2020, trong một cuộc tiếp xúc với các nông dân và ngư dân Lào khi đó lo lắng về tình trạng hạn hán chưa từng thấy trên dòng Mekong, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng trấn an người dân Lào, đồng thời khẳng định Trung Quốc lâm vào tình trạng tương tự. Tuy nhiên, theo báo mạng Hoa Kỳ New York Times, các nghiên cứu về khí hậu thủy văn dựa trên các dữ liệu vệ tinh vừa được công bố cho thấy điều ngược lại. Điều tra của công ty Yes on X được chính quyền Mỹ tài trợ công bố ngày 12 tháng 4 năm 2020 cho thấy đã có rất nhiều nước từ cao nguyên Tây Tạng đổ về thượng nguồn sông Mekong tại Trung Quốc, đoạn sông mà Trung Quốc gọi là Lan Thương. Đúng vào giai đoạn Bắc Kinh tuyên bố phía Trung Quốc cũng bị hạn hán. Đồng giám đốc điều tra ông Alain Bassis nhấn mạnh không thể bác bỏ được các dữ liệu vệ tinh, trong khi có rất nhiều nước trên cao nguyên Tây Tạng thì những nước như Campuchia và Thái Lan lại lâm vào cảnh thiếu nước, đã có một lượng nước khổng lồ bị Trung Quốc giữ lại. Theo nghiên cứu của EZS sử dụng công nghệ Spatial Sensor, tạm dịch là công nghệ đo lường cảm biến hình ảnh vi sóng để xác định lưu lượng nước tại lưu vực sông Mekong, phần Trung Quốc, từ năm 1992 đến cuối năm 2019. Tiếp theo đó, các số liệu này được so sánh với các dữ liệu về dòng chảy của sông Mekong tại trạm thủy điện Chiang Sin, Thái Lan, do Ủy hội sông Mekong cung cấp. Trạm thủy điện nói trên là điểm sát nhất với biên giới Thái Lan-Trung Quốc.
Các dữ liệu cho thấy trước năm 2012, dòng chảy được coi là diễn biến tương đối tự nhiên. Dòng chảy từ biên giới Trung Quốc xuống Thái Lan trở xuống có thể dự báo trước, căn cứ trên lượng nước từ các con suối trên thượng nguồn và nước băng tan. Tuy nhiên, từ năm 2012 trở đi xuất hiện độ chênh lệch lớn giữa lượng nước có khả năng xuống hạ lưu và lượng nước thực tế. Theo điều tra của IES, tổng lượng nước mà hồ chứa nước để làm thủy điện của Trung Quốc có thể dự trữ 47 tỷ mét khối. Nói một cách theo hình ảnh, theo kết quả điều tra về lượng nước sông Mekong suốt 28 năm qua. Các đập thủy điện của Trung Quốc đã dự trữ tổng cộng một lượng nước của dòng sông tương đương với chiều cao của 135 mét 410 feet. Trung Quốc phản ứng ra sao về nghiên cứu của Mỹ? Ngay hôm sau kết quả điều tra của Mỹ được công bố ngày 13 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ với khẳng định tại tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam của Trung Quốc vừa hứng chịu hạn hán nghiêm trọng vào năm ngoái và lượng nước trong hồ chứa tại các đập thủy điện đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cam kết sẽ hết sức cố gắng để bảo đảm lượng nước xả hợp lý cho các quốc gia ở hạ lưu sông Mekong, bao gồm Lào, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Nhưng trên thực tế thì Trung Quốc đã không xả một lượng nước nào cho các khu vực hạ lưu, bao gồm có Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Tác động của 11 tập đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mekong từ lâu nay luôn là vấn đề tranh luận. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận không đi được xa vì thiếu dữ liệu và không đủ cơ sở. Cho đến nay, Bắc Kinh không công bố thông tin chi tiết về lượng nước trong các hồ chứa. Trong khi đó, Hoa Kỳ dường như ngày càng chú ý hơn đến cuộc khủng hoảng nước tại lưu vực Mekong. Trong một phát biểu tại Thái Lan năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng đợt hạn hán nghiêm trọng năm 2019 là do Trung Quốc chặn dòng nước ở thượng nguồn sông Mekong. Mỹ nhiều lần lên án Trung Quốc giáp tầm kiểm soát toàn bộ dòng sông Mekong. Về phản ứng nói trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, theo ông Brian Eller, Giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Tư vấn Stimson Center, Washington, đối chiếu với các dữ liệu vệ tinh của cuộc điều tra thì hoặc Bắc Kinh hoặc những người trực tiếp quản lý các đập thủy điện đã che giấu sự thật. Ông Brian Eller là tác giả cuốn Những ngày cuối cùng của sông Mekong. Thái Lan và Campuchia kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra. Thái Lan là quốc gia có phản ứng sớm nhất theo trang mạng của Chiang Rai Times hôm 16 tháng 4 năm 2020. Cơ quan phụ trách tài nguyên nước của Thái Lan đã kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia láng giềng phối hợp nghiên cứu để xác định các nguyên nhân dẫn đến tình trạng hạn hán ghê gớm hồi năm ngoái tại hạ lưu Mekong. Khi được hỏi về điều tra nói trên, ông Som Kets và Sam Wong, lãnh đạo cơ quan nói trên tỏ ra thận trọng nhưng hứa sẽ trao đổi thông tin, cùng tiến hành nghiên cứu với Trung Quốc và các nước láng giềng khác. Lãnh đạo cơ quan tài nguyên nước Thái Lan khẳng định điều tra và cần thiết để xác định nguyên nhân hạn hán. Theo ông, cho đến nay nguyên nhân chính vẫn là chưa được xác định trong số các nguyên nhân có biến đổi khí hậu và việc vận hành hai đập thủy điện ở Lào. Giám đốc chương trình bảo vệ sông ngòi tại Thái Lan và Miến Điện thuộc tổ chức phi chính phủ International Rivers, bà Pen Phong, vui mừng là kết quả điều tra vừa được Mỹ công bố cho phép xác nhận các quan sát của dân cư dọc dòng sông Mekong từ nhiều năm nay. Cũng hôm 16 tháng 4, Tổng thư ký Ủy hội sông Mekong và Campuchia cho biết vấn đề hạn hán là vấn đề nghiêm trọng. Các kết quả điều tra nói trên cần được Ủy hội sông Mekong xem xét nghiêm túc. Về phía Ủy hội sông Mekong, MRC trả lời Reuters, tổ chức này cho biết đã yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thêm thông tin và có sự phối hợp làm việc mang tính chính thức hơn về vấn đề này. Theo văn phòng của Ủy hội Mekong, cơ quan này đã yêu cầu phía Trung Cộng cung cấp số liệu nước đập thủy điện về mùa khô, nhưng hiện nay hai bên chưa có thỏa thuận chính thức nào. Hồi tháng 2 năm 2020, trong một cuộc họp với Hội đồng nhiệm các nước Đông Nam Á tại Lào, Ngoại trưởng Trung Quốc từng hứa sẽ chia sẻ thông tin về các đập thủy điện.
Tuyên bố được đưa ra sau khi có báo cáo tố cáo Trung Quốc sử dụng các đập thủy điện trên dòng Mekong để thao túng các quốc gia ở Hạ Lưu. Còn phản ứng của Việt Nam thì sao? Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dường như rất dè dặt sau khi kết quả điều tra của IZ được công bố. Tác động của đập thủy điện Trung Quốc đến tình trạng hạn hán ở Hạ Lưu và điều lâu nay được giới chuyên gia tại Việt Nam thảo luận nhiều. Có hai quan điểm đối lập khá rõ ràng. Một bên cho rằng ảnh hưởng là có, cần tìm hiểu, nhưng lý do chính là biến đổi khí hậu toàn cầu và chính sách sử dụng nước sai lầm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại đồng bằng sông Cửu Long. Chính quyền Việt Nam dường như tập trung chú ý nhiều hơn đến mục tiêu cứu nguy tại chỗ, ngay tại đồng bằng, với các biện pháp trong tầm tay hơn là đòi hỏi phía Trung Cộng phải minh bạch thông tin về các đập thủy điện trên thượng nguồn của dòng sông Mekong. Trong bối cảnh này, có một quan điểm được nhiều người chú ý của giáo sư Trung Hoàng Trương, công dân Hoa Kỳ, thành viên của International Rivals, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn Quốc gia Hà Nội. Theo giáo sư Trung Hoàng Trương, không nên đối lập và biện pháp cứu nguy tại chỗ với tầm nhìn dài hạn. Giáo sư Trương khẩn thiết lưu ý trong tầm nhìn trên 10 năm, bắt đầu ngay từ bây giờ, cần nỗ lực đi đến một hiệp định ứng xử cho toàn lưu vực và 6 quốc gia đang chia sẻ nguồn nước giống như hiệp định khai thác và phát triển lưu vực sông Sin ở châu Âu. Bài chung một dòng sông VN Express ngày 1 tháng 3 năm 2020. Điều tra về các đập thủy điện thượng nguồn xác định phần tác động của Trung Quốc là một yếu tố không thể thiếu cho tầm nhìn dài hạn. Năm 2020, Việt Nam là chủ tịch luân phiên của ASEAN. Liệu trên cương vị này, Hà Nội có thúc đẩy cho sự hình thành một tầm nhìn như vậy hay không? Trung sẽ trừng phạt Tập Cận Bình nếu như phát hiện giàn trá. Tổng thống Donald Trump hôm 18 tháng 4 cảnh báo Trung Quốc rằng nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu biết rõ trách nhiệm về đại dịch của virus Vũ Hán. Nó có lẽ sẽ bị chặn đứng ở Trung Quốc trước cả khi nó bắt đầu có và không bị chặn. Và tất cả trên thế giới đang phải chịu đựng vì nó, ông Trung nói trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Đây là lời chỉ trích mới nhất trong cuộc khẩu chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cho thấy căng thẳng gia tăng trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước, và các chuyên gia nói rằng cần có một mức độ hợp tác chưa từng có để đối phó với đại dịch khủng hoảng virus Vũ Hán. Nếu đó là một sai lầm thì đó chỉ là một sai lầm, nhưng nếu họ biết rõ trách nhiệm thì chắc chắn sẽ có các hậu quả, ông Trung nói. Ông không cho biết chi tiết về các hành động của Hoa Kỳ sẽ sử dụng để trừng phạt Trung Quốc. Ông Trung và các cố vấn cao cấp đã cáo buộc Trung Quốc thiếu sự minh bạch sau khi đại dịch virus Vũ Hán bùng phát vào cuối năm ngoái tại thành phố Vũ Hán. Tuần trước, ông Trung đã ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, cáo buộc cơ quan này thiên về Trung Cộng. Washington và Bắc Kinh đã nhiều lần công khai chỉ trích lẫn nhau về virus Vũ Hán. Ông Trung ban đầu ca ngợi Trung Quốc và Tập Cận Bình về cách đối phó với virus Vũ Hán, nhưng ông Trung và các quan chức cao cấp khác cũng gọi virus corona là virus Trung Quốc và trong những ngày qua đã gia tăng chỉ trích Trung Cộng. Hoa Kỳ cũng từng giận dữ và bác bỏ chuyện quan chức của Trung Quốc đổ lỗi cho quân đội Hoa Kỳ về nguồn gốc của virus Vũ Hán. Trung Quốc tăng cường kiểm soát và nghiên cứu về nguồn gốc của virus Vũ Hán. Trang mạng CNN ngày 16 tháng 4 năm 2020 cho rằng nhà cầm quyền Bắc Kinh dường như đang áp dụng một biện pháp kiểm duyệt mới liên quan đến việc đăng các bài viết khoa học nghiên cứu về nguồn gốc của dịch virus chủng mới Vũ Hán. Theo hãng tin Mỹ, một chỉ thị của nhà cầm quyền trung ương và nhiều thông báo trực tuyến đã được hai trường đại học đăng tải nhưng sau đó đã bị xóa khỏi trang mạng. Chỉ thị của Ban Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Giáo dục ghi rằng các bài viết khoa học nghiên cứu về nguồn gốc virus phải được quản lý nghiêm ngặt và chặt chẽ. Cũng theo CNN, chỉ thị quy định từng lớp phê duyệt bài viết bắt đầu và Ủy ban Khoa học ở trường đại học, từ đó mới được gửi đến Ban Khoa học và Công nghệ Bộ Giáo dục, rồi sau đó sẽ được chuyển tiếp đến một nhóm khác đặc trách thuộc Hội đồng Nhà nước để phê duyệt.
Chỉ khi nào các trường đại học nhận được ý kiến phản hồi từ hai nhóm làm việc này thì khi đó bài viết mới được gửi đến các tạp chí để được đăng tải. Theo sự việc xảy ra từ cuối năm 2019 đến xuyên suốt từ đầu năm 2020 đến nay thì dịch bệnh virus Vũ Hán đã hoành hành trên khắp thế giới và trách nhiệm thuộc về Trung Quốc vì đã giấu giếm dịch bệnh này và không minh bạch thông tin ngay từ đầu để cho toàn thế giới lâm vào tình cảnh như hiện nay. Và chắc chắn Mỹ cũng như Liên minh châu Âu và các nước khác trên thế giới sẽ trừng phạt Trung Quốc. Đó là một điều chắc chắn sau khi dịch bệnh này sẽ được dập tắt trong một thời gian tới đây. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.